Máy điều hòa không khí đã trở thành một phần trong cuộc sống không thể thiếu của chúng ta. Vào mùa đông lạnh giá thì nó mang lại cho chúng ta sự ấm áp. Vào mùa hè nóng nực thì nó mang đến cho chúng ta sự mát mẻ. Tuy nhiên, bạn có biết không, nước chảy ra từ máy điều hòa thực chất có rất nhiều công dụng tuyệt vời mà có đôi khi rất nhiều gia đình chúng ta để trở thành một nguồn nước lãng phí. Và ngay bây giờ, bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái xô hoặc một cái chậu để đựng lượng nước này sản sinh ra từ chiếc máy điều hòa không khí. Chúng không chỉ giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền nước mà còn rất nhiều lợi ích thiết thực. Có thể nói nó là một trong những dạng nước tinh khiết để tưới hoa. Nước điều hòa tương đương với nước cất. Nó là một dạng nước trung tính và nước gọi là nước mềm. Sử dụng để tưới hoa, nó có thể ngăn chặn được sự nén chặt của đất một cách rất là hiệu quả và đặc biệt giúp cho hoa phát triển tươi tốt hơn rất là nhiều, bông hoa sẽ đẹp hơn, tươi thắm hơn. Ngoài ra thì nước máy điều hòa chứa rất ít khoáng chất nên rất thích hợp cho những cây hoa cần thiết một lượng nước chất lượng cao. Đây là một điều mà chúng ta cần phải hết sức chú ý. Đó là một điều tuyệt vời. Thì bên cạnh đó có một phần rất thiết thực nữa, đó là một nguồn nước để nuôi cá kiển. Nước chảy ra từ trong máy điều hòa nó giống như là sương sớm, không hề độc hại và chúng ta có thể dùng nó để chăm sóc, để thay nước cho hồ cá kiển của mình. Nếu chúng ta dùng loại nước này để nuôi cá thì cá sẽ lớn mạnh và rất là khỏe khoắn, ít bệnh tật. Ngoài ra thì hàm lượng oxy có trong nước của máy điều hòa cao hơn, rất có lợi cho quá trình hô hấp và phát triển của cá. Đây có thể nói là một trong những điều bất ngờ mà có đôi khi chúng ta hãy tận dụng nguồn nước từ máy điều hòa trong gia đình của chúng ta.